Xin chào quý anh chị và nhà đầu tư. Thì hôm nay là một ngày gọi là những ngày cuối năm và cũng hơi không khí hơi mưa. Thì em đang có mặt tại Hồ Sinh Thái Đống Đe. Đây là căn hộ Phú Tài Residence của chủ đầu tư Phú Tài. Nhìn mọi người hãy xem qua. Đấy. Thì hiện tại dự án này đã hoàn thiện và đã có sổ hồng và cư dân ở rất là đông. Thì hiện tại cũng chỉ còn quỹ kênh chỉ còn 20 đến 30%. Thậm chí là ít hơn. Và mọi người đã ở nơi đây rất đông. Thì khu này bên này hoạt động khu shop house đã hoạt động xong hết rồi. Đấy, cà phê ăn uống. Dự án này gồm 32 tầng. Thì tầng 1 đến tầng 3 là shop house ăn uống, khu vực gym, spa, hồ bơi. Đấy, thì gồm các căn từ 1 đến 3 phòng ngủ để ở hoặc là cho thuê trong tương lai. Và cái vị trí nơi này nằm tại đường Lưu Hữu Phước và đường Lê Đức Thọ. Thì dự án này đã được gọi là bàn giao sổ hồng. Đấy, mời quý anh chị xem qua. Đây cũng là một cái gọi là cơ hội hoặc là một cái nơi lý tưởng cho khách hàng mua nhà cuối năm và sở hữu. Thì quá trình căn hộ này sẽ được đầu tư bàn giao theo tiêu chuẩn gọi là khu nội thất cơ bản. Thì mời quý anh chị hãy theo chân em đi lên xem vị trí nhà mẫu và căn hộ thực tế để anh chị hình dung được view về hướng. Nơi đây em đang đứng là khu tiện ích của dự án Phú Tài Residence. Đây là khu tầng 3 của hồ bơi. Đấy, mọi người hãy lại xem cận cảnh hồ bơi bên em. Thì toàn bộ hoạt động hồ bơi và những cái gọi là công cộng tiện ích thì quý khách hàng ở tại khu sinh thái Phú Tài Residence này là được sử dụng miễn phí hết. Và khu này khu tập gym, chuẩn bị bỏ máy gym này nọ chạy đồ vui chơi cho các anh chị. Đấy. Và cái đây là view bên trước này. View bên trước đường đây đường Lưu Hữu Phước. Quý anh chị nhìn xem. Rồi tắm biển và nhìn ra ngoài đường, tối tập thể dục này nọ. Và hiện tại tầng 3, tầng 4, tầng 5 này các căn hộ cũng gần được lắp đầy. Đấy, quý anh chị nhìn xem qua về cảm nhận. Muốn làm cư dân nơi này thì hãy liên hệ đến em. Và tiếp sau đây video em sẽ dẫn anh chị lên xem căn hộ thực tế là căn mẫu nằm tại tầng 15 của tòa nhà này. Đấy. Dự án này rất là tuyệt vời. Anh chị vào mua và ở luôn. Và đây, căn hộ em đang đứng là căn hộ hoa phượng của dự án Phú Tài Residence. Mọi người hiểu firmware. Đây là khu vực không gian phòng khách. Đấy. Và tiếp đến đây là khu vực ban công. Và mọi người hãy nhìn ra phía trước. Bên đây bên em giới thiệu mọi người là view. View về ban công, về hồ sinh thái, về đầm Thị Nại. Đấy, mọi người hãy nhìn bao quát view rất là đẹp. Đó mới phía bên là cảng. Cái này là hướng đông nam. Đấy, mọi người hãy xem qua. Hồ bơi nằm ở tầng 3. Và mời mọi người xem bên trong khu này, khu bếp. Bếp. Thì hiện tại chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng như thế này luôn. Thành gói nội thất lên đến 200 triệu. Đấy. Bếp. Và đây là cái lô da. Đấy, phía ngoài ban công phụ. Mọi người phải xem qua. Thì hiện tại chính sách ở bên chủ đầu tư hiện tại rất là tốt. Chỉ cần đóng 30% tiền của tổng giá trị căn hộ và phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ và nhận nhà từ 1 đến 2 tháng với khách hàng ở luôn. Đấy, khu vực này là khu vực nhà vệ sinh chung. Đấy, căn này căn 2 phòng ngủ. Diện tích 64 m². Đấy là diện tích phong thủy của khách hàng. Đấy. Bàn giao đồ như hình luôn, chỉ thiếu những cái vật liệu gia dụng như giường gối. Còn đây là phòng ngủ master. View nhìn thẳng ra luôn. Bàn giao đầy đủ tủ đồ, gói nội thất, đồ ăn cường. Đấy. Về phòng ngủ đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ dành cho trẻ em hay cặp vợ chồng ở với bố mẹ. Tủ mình tặng đầy đủ luôn, giường tặng hết luôn. Thì chính sách hiện tại đang tốt nhất của chủ tư Phú Tài Residence ở khách hàng vô nhận nhà ở là tặng tương đối 80% nội thất.
đấy, những cái đây đây, cái tủ giày dép cả đồ là đầy đủ cho quý khách hàng luôn. Thì hiện tại căn này sẽ rơi vào giá tầm từ 2 tỷ 2 đến 2 tỷ B một căn đấy. Và cái view em đang đứng là tầng này là tầng 15 đấy, quý anh chị thực tế căn hộ để mình mua mình ở liền nhân dịp cuối năm mua đầu năm ở cái nhà. Thì em sẽ nói sâu hơn về cái chi tiết thanh toán căn hộ như thế này. Thì đây là căn hai phòng ngủ dành cho mặt Đông Nam về hồ sinh thái Đốc Đa. Thì hiện tại chỉ rơi vào từ 2 triệu 3, 2 triệu 4 một căn, một tùy vị trí. Vì cái Đông Nam nó sẽ cao hơn cái view bên phía Tây Nam về Tây Bắc một tí. Vì cái mức độ về biển và view. Đấy, thì thời gian đóng tiền căn hộ này nếu anh chị sẽ có tiền mặt thì anh chị đóng trong vòng 6 đến 8 tháng, bao gồm hết 100% thì ra sổ cho mình luôn. Còn nếu anh chị nào gọi là sử dụng phương án vay vốn thì ngân hàng hỗ trợ đến 70%, anh chị chỉ cần bỏ ra 30% vốn và sau một tháng chủ tư bàn giao nhà mình vào ở luôn. Còn 70% ngân hàng sẽ hỗ trợ, và phương thức hỗ trợ đây là ngân hàng cho vay thấp nhất là 5 năm, ở đây là 35 năm. Nhưng mà cái hay của chủ tư đưa ra cho khách hàng nhận nhà ở liền ở đây là 1 năm không lãi không gốc đấy, rất là hợp lý cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại chỉ còn một số căn view chúng ta Đốc Đa để nhân dịp khách hàng vào ở liền, muốn có nhu cầu ở liền thì hãy liên hệ với em mặt tây. Yeah.